Vâng, thưa quý vị, như chương trình thời sự tối qua đã đề cập, dự án đường ven sông Đồng Nai ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa đã khởi công gần 2 năm và người dân đã bàn giao đất hơn 1 năm, nhưng đến nay vẫn còn 121 hộ vẫn chưa được bàn giao đất tái định cư để xây nhà và tạo dựng cuộc sống mới. Trong khi đó, luật đất đai quy định việc thu hồi đất chỉ được thực hiện khi phương án bồi thường hỗ trợ được phê duyệt. Trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành nhà ở hoặc hạ tầng tái định cư mới thu hồi đất. Tuy nhiên, dự án đường ven sông Đồng Nai lại xảy ra tình trạng tái định cư đi sau thu hồi đất, làm ảnh hưởng quyền lợi người dân cũng như công tác giải phóng mặt bằng, thi công dự án. Rất nhiều đoạn tại công trường thi công dự án đường ven sông Đồng Nai ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa đang thi công nhưng phải trở lại như thế này. Đơn vị thi công cho biết đây là hình thức thi công ra beo và cũng là tình huống khó làm việc nhất. Gần 2 năm nay, các công nhân thi công tại đây chỉ làm việc cầm chừng. Trong khi đó, nhân lực, thiết bị vân vân vẫn phải chi trả đủ chi phí mỗi tháng. Hiện tiến độ toàn dự án đường ven sông Đồng Nai chỉ đạt khoảng 50% và đang bị nhận định là rất chậm. Cái mặt bằng thì bên nhà thầu chúng tôi không có đảm bảo được đúng cái tiến độ cũng như mà để đề ra với chủ tư. Chỉ thi công cái đúng cái phạm vi mà chủ tư đã bàn giao thôi, thì cũng rất mong cái chủ tư cùng cơ quan ngành bàn giao bằng thôi để nhà thầu chúng tôi hạn chế thấp nhất cái chi phí. Tại buổi giải trình với Hội đồng Nhân dân tỉnh vào mới đây, thành phố Biên Hòa cũng cho biết dự án đường ven sông Đồng Nai có 274 trên 545 hộ gia đình thuộc diện giải tỏa trắng. Đến nay, thành phố Biên Hòa đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 514 hộ và 12 tổ chức với kinh phí khoảng 759 tỷ đồng, chi trả cho 462 hộ dân và tổ chức với số tiền khoảng 650 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 85,6%. Hiện thành phố Biên Hòa đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công được hơn 4 km, đạt 78%. Thành phố Biên Hòa đang phấn đấu chậm nhất đầu năm 2024 sẽ giải quyết xong mặt bằng để thi công thuận lợi. Thì ban cũng đang tập trung triển khai thi công trên cái phần đã bàn giao mặt bằng rồi. Tuy nhiên phần còn lại thì chủ lực là có những cái vướng mắc của các hộ dân, đó là cần phải cấp đất để cho các hộ dân có đất tái định cư để bàn giao mặt bằng, đang còn nằm ở vướng ở chỗ phần đất tái định cư của thuộc của công ty cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai. Thì cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục kiến nghị Ủy ban tỉnh cùng với các sở ngành để cố gắng tháo gỡ khó khăn vướng mắc của cái phần đất của bên công ty kinh doanh nhà để sớm bàn giao cho thành phố Biên Hòa, trung tâm phát triển của đất cũng như ban quản lý dự án để có cái mặt bằng triển khai hoàn thành. Đường ven sông Đồng Nai là dự án tạo sự thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa và các xã vùng ven của huyện Vĩnh Cửu. Thành phố Biên Hòa cũng kỳ vọng khi hình thành đường ven sông Đồng Nai sẽ chia sẻ giao thông cho khu vực nội ô và góp phần phát triển đô thị. Do đó đẩy nhanh giải phóng, giải quyết các chế độ cho người dân để tạo sự đồng thuận nhằm giúp dự án mong chóng về đích, hiện là việc đang rất cần thực hiện cấp bách.